Một giấc mơ ra ngoài không gian thám hiểm đã không dính dám tới chính trị cả thập kỷ vừa qua. Những người phi hành gia vòng quanh trên thế giới làm việc chung với nhau và cuộc khám phá mới trong lúc này trên thế giới đi ra ngoài không gian càng nóng bỏng thêm hoa kỳ định bắn cái hỏa tiễn không có người bên trong vào bữa thứ hai sắp tới đây còn bên hướng nam của korea họ bắn cái hỏa tiễn đầu tiên lên họ bắn lên không gian vào đầu tháng này. Đó là 180 million dollar cái mission này của bên South Korea. And India, and Japan, and Ấn Độ và Nhật Bản cũng không cách xa cho lắm. For their own moon this year. Họ sửa chọn bắn quả tiễn tới cung trăng trong năm nay cả luôn nước nga cũng sửa soạn đi ra ngoài đó ông tổng thống putin nói chuyện với tôi hồi năm rồi ông nói nước nga muốn hợp tác với hoa kỳ về cái chuyện đi ra ngoài không gian và họ hứa sẽ hợp tác với hoa kỳ và cái chuyện mà nước Nga và Hoa Kỳ hợp tác ở ngoài không gian, đây là một cái rất là tốt và cũng không cần biết chuyện gì xảy ra ở trên trái đất của chúng ta về chính trị. Và trên không gian, đó là một cái chỗ mà không có nhìn tới chính trị để cho đứng chung với nhau để giúp đỡ lẫn nhau. Nhưng mà vào tháng 7 vừa qua, nước Nga thông báo nói sẽ rời khỏi không có đứng chung với International Space Station nữa. Bên nước Nga sẽ tự build một cái riêng cho bản thân của mình. Cấm giận về những cái chuyện chiến tranh của bên nước Nga với Ukraine và không còn hợp tác với nhau nữa nước nga không có nhiều cái lựa chọn nước nga không thể nào một mình có thể đi coi ở ngoài trái đất sau khi đó thì nước nga kiếm một cái nước mà mới đi vào không gian để mà hợp tác với nước đó đó là trung quốc hiện tại trung quốc tự mình đang xây dựng lên một cái chỗ đi ra ngoài không gian riêng của mình trung quốc và nước nga họ đã đồng ý với nhau hợp tác để mà xây lên một cái chỗ tạm thời nghỉ ở trên cung trăng. Đó là vào năm 2035, họ sẽ thực hiện chuyện đó. Đây là giữa Trung Quốc và bên nước Nga hợp tác chung với nhau. Đó cũng là một cái cách mà họ đang chạy đua để đi ra ngoài không gian. Chỉ có một lý do mà Trung Quốc cho nước Nga vô đứng chung. Đó là về cái chuyện đưa ra về chính trị. Thật sự ra thì Trung Quốc không có cần bất cứ cái gì của bên nước Nga hết. Họ tự chế quả tiễn của họ là dư sức đây là ông phi hành gia của hoa kỳ lúc trước đã ở chung với bên nước nga ở trên international space station nói về chính trị ở trên không gian hai bên thì không có chuyện gì xảy ra hết vào lúc đó thì ổng cũng rất là tin tưởng những người bên nước nga tin tưởng với cái mạng của ổng

à giống như nước Nga không có còn giống như xưa nữa, họ nói không có sự thật cho lắm. Họ làm nhiều cái không có đúng cho lắm. Đây là nó ảnh hưởng cũng rất là lớn. Đại hỏi vậy cái trường hợp mà giữa Mỹ với bên nước Nga sẽ không có hợp tác nữa. Tương lai hay không, hay như thế nào? Có lẽ là nước Nga sẽ không rời khỏi trên International Space Station vào năm 2024 đâu. À, có lẽ là phải cần thêm thời gian dài nữa. Trong lúc này nói về chương trình không gian của quốc tế, trong lúc này có nhiều nước khác nhau đang chạy đua chạy đua để ra ngoài không gian bay lên trên mặt trăng hoặc lên sao hỏa còn muốn bay xa thêm nữa